mình có rất là có thiện cảm với anh Austin vì ảnh khá là vui tính và ảnh sống thật với bản thân lắm. Em có quen cái anh kia mà em quen anh đó, anh tụi em yêu xa ấy, anh đó ở bên Mỹ. Em với anh đó em cũng thương anh đó mà nó cũng thương em lắm, tại vì ở xa ấy cái cảm giác thì nó sẽ có sẽ kiểu như nó khó hơn đúng không? Xong rồi có một cái anh kia, những anh đó cũng là diễn viên luôn, mà anh đó là hồi đó ấy, là em kiểu như em hâm mộ ảnh ấy. Hâm mộ kiểu như là kiểu như, đúng rồi, ảnh là diễn viên còn em là một cái người mà thích ảnh đóng phim á. Xong tự nhiên cái lúc đó là em đang quen cái anh này, có xong anh đó ảnh nói chuyện với em cái kiểu như ảnh thích em á, mà ảnh biết là em có bồ luôn mà ảnh vẫn thích em luôn, tại vì em có bồ rồi. Nhưng mà mỗi lần em có bồ rồi, cái tính của em á là nếu mà mình không có quen ai thì thôi, nhưng mà đã quen ai rồi thì mình phải nghiêm túc với mối quan hệ đó. Em không có muốn là phải để cho người cái người bạn trai của em phải buồn hay phải suy nghĩ á, em không thích như vậy. Nên là em kêu là em có bồ rồi, em kêu là em có bồ rồi, bộ anh không tin em hả? Xong rồi anh nói là không phải là anh không tin mà là anh không cần biết ấy. Xong rồi anh nói cho em nhiều cái lắm, anh kêu là bây giờ em suy nghĩ đi, ví dụ như bây giờ mà em đang bệnh tật hay là em cần một ai đó bên cạnh em á, thì giữa anh, tức là cái anh mà đó, và bồ của em hiện tại á, ai sẽ đến trước, ai sẽ đến trước giúp em á. Kiểu như những cái mà ảnh cho em cảm thấy như là nó thực tế, nó gần gũi hơn, giống như là những cái suy nghĩ, những cái lập luận ảnh nói ra ấy. Thế xong rồi em cũng kiểu em bị cũng rung động. Xong rồi, nhưng mà cái cách mà em lựa chọn đó là em nói thẳng với là người yêu của em luôn, là em cảm thấy có lỗi khi mà để cho người khác xen vào cái chuyện của mình á. Xong rồi em cắt em một khoảng thời gian đó là em không có liên lạc với lại cái anh mà người sau đó đến luôn. Và em chọn người yêu của em hiện tại. Tại vì em nghĩ là nói chung là trong khi mà mình quen nhau thì sẽ có rất là nhiều cái vấn đề nó xảy ra ấy. Có nhiều cái vấn đề xảy ra và cái chuyện mà một trong hai hoặc lỡ mà có cái cảm xúc với một người khác á thì nó cũng là một cái chuyện mà không có lường trước được ấy. Đó là cái chuyện của cảm xúc. Mà cảm xúc thì mình đâu có thể nào mà kiểm soát được đâu. Nhưng mà mình được phép chọn lựa là mình có chung thủy hay không. Chung thủy là một cái sự chọn lựa đối với em là như vậy. Rồi sau mãi sau này á, khi mà em không có đến được với cái người bạn yêu xa á, thì em cảm thấy là mình lựa chọn đúng. Tại vì có một cái lần á, cái anh người sau đến nói với em á, ảnh nói với em á là ảnh rất là nể em luôn. Tại vì em là cái người mà thà để người phụ mình chứ quyết không phụ người á. Em không có muốn là mình làm sai trái với một ai hết á. Thà người ta làm sai với em thì ok, em chấp nhận. Chứ em không có muốn là mình làm sai với người ta. Về suy nghĩ kịch bản đi Nhân. Hồi xưa mình học với nhau cô dạy sao? Có suy nghĩ kịch bản tỏ tình của người ta kìa. Chị Nhân Hạnh đã thích chị Nhân Hạnh. Mà Nhân thích chị. Chuyện thích. Các bạn có một bữa tiệc nướng dã ngoại ngay bờ suối, Minh và Lily cũng tranh thủ tâm sự với nhau. Nhưng anh hơi buồn vì em là người bí ẩn. Em á hả? Anh đừng có diễn sâu ở đây. Nói láo, hôm qua tụi anh chuốc thằng Nhân là mục đích là để cho... Nói! Nhân nói cái gì? Bây giờ em với anh chuyển chỗ đi, ngồi đây khói lắm. Ngồi xuống đây đi nha. Sao anh Nhân drama vậy? Nói! Nè, hôm qua nó chỉnh nó vô nó nằm, anh đạp nó đi. Đừng có cổng này. Chưa. Mày là người ngửi gẫn đúng không? Phải không? À, em không nói xài. Em là người ngửi gẫn, em quên luôn luôn. Hả? Mà nói hết luôn, hôm qua có viên em mà. Chị Nhân, chị nói là Nhân là cặp đôi bí ẩn thôi, chứ Nhân có nói là Nhân với em đâu, đúng không? Tại sao anh lại nghĩ Nhân với em? Thôi bây giờ mình bỏ qua chuyện cặp đôi bí ẩn. Không, bây giờ còn một ngày nữa là về rồi. Nói đi, không có bỏ qua gì hết á. Em không nghĩ anh là cặp đôi bí ẩn. Không, nhìn anh là biết không phải rồi. Anh với chị Diệu là bên nam thì là có anh là chắc chắn không phải, bên nữ là có chị Diệu chắc chắn không phải. Nói chung là anh cũng muốn quen, mà tự nhiên một khi mà anh quen ai, anh đặt hết niềm tin vào người đó. Tới lúc ra người đó là cặp đôi bí ẩn. Đó là ở phía anh. Tự nhiên cái anh đi đặt hết niềm tin vào cái người đó, xong anh bắt người ta phải như thế nào, đúng không? Không. Tự nhiên đến lúc cuối cái người đó là cặp đôi bí ẩn, anh thất vọng. Thất vọng quá. Giờ tham gia chương trình này, anh cứ chơi, anh cứ vui đi đã, anh tìm hiểu đi đã. Còn không được thì thôi. Thì em nghĩ cái quan niệm tình yêu của anh chưa hết lòng đó. Lúc này 7 ngày mà yêu gì? Một ngày nó còn yêu nó gì? Không. Anh nói vậy không chấp nhận.
Cái đó gọi ánh nhìn đầu tiên. Không, bị kiểu tiến xác tình đúng không? Để ăn nó thích dễ thương. Đó, đó, đó. Cái gì? Tôi nhìn cái người. Nhìn không cho nhìn hay gì? Không được nhìn. Cho. Nhìn mà nhìn bình thường thì được, còn nhìn mà để cái mặt đó là không cho nhìn. Mà anh nhìn nó bị gì hả? Anh nhìn lại đi rồi em nói cho anh biết nè. Không, nãy không phải như vậy. Anh nhìn bị nham nhở anh biết không? Gì mà, nham nhở là sao ta? Kiểu sao? Nham nhở không nghiêm túc quá. Như vậy mới là nghiêm túc hả? Giờ nè, em nói chuyện với anh, em nhìn anh vậy nè, nói chuyện nè, đó là em nghiêm túc. Còn anh là... Anh hiểu không? Tại anh ngại. Anh cái đó là anh ngại á. Anh ngại thì anh quay đi. Chứ anh ngại anh quay vô anh nhìn em cái gương mặt đó thì đương nhiên em sẽ nói rồi đó. Kỳ. Đó là anh ngại đi. Rất kỳ. Thì luôn anh thích nhìn em á. Anh thích nhìn em vậy đó. Nhìn em là anh cười à. Mặt em mắc cười lắm. Không, không cười. Kiểu nhìn em có nét dễ thương. Dễ thương cực kỳ. Ví dụ em đang ngồi đó ăn cơm nhìn em có anh cười. Thích nhìn. Một cái gì đó mình thích á. Mình nhìn. Nói thẳng ra là anh đang thích em. Nói thẳng ra là anh đang thích em. Anh có sao nói vậy? Nói vậy rồi mà còn không đòi là nói thẳng luôn. Ông Minh ông Diễn. Cái gì? Ông Minh Diễn á. Ông hài cái nào? Có làm tâm trạng là cũng khơi. Mấy năm rồi anh mới ngồi nói chuyện với lại một người con gái. Mấy năm rồi anh chưa yêu ai? Ừ. Thiệt. Em bao lâu rồi chưa yêu ai? Mối tình gần nhất chia tay cách đây 2 tháng. Ừ, gì cũng mới thôi. Mẫu đó, người đó như thế nào? Mẫu người mà lúc trước của em chia tay á. Ví dụ như gu của em là... Cái gu của em là 100 đi. Trong cái thang điểm 100 thì người đó được 70. Ừ. Anh như? Anh hả? Thì giờ em nói này anh đừng buồn nha. Ừ. Anh không phải gu của em. Anh không phải gu của em. Vậy đi. Nó đau buồn. Thôi. Nên vậy. Cuộc sống mà. Ừ, cuộc sống mà. Trong thời gian tham gia chương trình và cho đến lúc kết thúc chương trình thì cũng cảm nhận được là chưa có ai phù hợp với mình. Nên cho dù đến lúc mà cuối chương trình có ai đó thích mình hay là tỏ tình với mình thì mình cũng phải đành nói khéo với họ và mình từ chối thôi. Anh Minh đi, anh Minh là người nói nhiều. Anh tôi thấy ổng kiểu bao hết luôn á. Ờ, ai cũng không thích hết. Ờ, không phải ai cũng thích nhưng mà ai cũng có thể tán tỉnh được á. Đà hoa ha. Ờ, miệng lưỡi. Đúng rồi, miệng lưỡi. Anh Minh coi cái này. Khi Minh coi lại này nhớ ghi mà tụi em nha. Em xin lỗi anh Minh. Cái đó vừa là cái ưu điểm mà vừa là khuyết điểm của anh Minh á. Vậy là trẻ con á. Ông Minh không trẻ con đâu. Ảnh là tình trường nhiều rồi. Tình trường nhiều. Ông nói chuyện với ai là ông nhìn chăm vậy nè. Xong cái đó một cách thở thính nhẹ. Tốt kiểu nhìn hoài không để ý rồi. Kiểu ơi kiểu. Cứ khen, không. Lúc nào cũng khen đẹp, dễ thương. Đi với ai cũng khen vậy. Con gái mặc dù á, nó có là không, nó không là có. Nhưng mà... Cứ khen là vui lắm. Ừ. Vậy đó, anh Minh sành lắm á. Bữa ngồi trong xe, ông ngồi dưới hay anh Thành ngồi dưới có nghe anh Minh kể về bạn gái cũ của anh Minh không? Ờ. Có, 1m73 rồi. Ừ. Lướt TikTok toàn là gái ngon không? Ờ, lướt TikTok ông ta gái không có ngừng thiệt. Là biết ông sao rồi đó. Trong lúc đó, Austin và Vi cũng có một cuộc hẹn riêng với nhau. Chưa bao giờ đi hả? Nhưng mà đi thấy vui đúng không? Ờ, à, anh ở thành phố không á? Không, kiểu như ở dưới Sài Gòn thì mình cứ bận hoài anh. Xong mình có thời gian nghỉ là cũng nghỉ được một lát là 1-2 ngày. Thì lúc đó mình cảm thấy mình muốn nghỉ ngơi thôi chứ không muốn đi nữa. Tại vì đi vậy cũng mệt. À, nghỉ lâu lâu đồ, dịp Tết, nghỉ hè rồi thì đi. Nhưng mà giờ đi làm xong có nghỉ với nó lâu đâu. Cục đám đó.
Nói chung là cũng là lâu lắm rồi, kể từ khi mà mình còn học cấp 3 ấy, thì tới tận bây giờ luôn thì mình mới có lại được một buổi mà kiểu như đi picnic, đi leo rừng rồi xong rồi còn vượt thác nữa. Thì mình cảm thấy rất là vui. Ở không gian đó thì rất là mát, rất là yên tĩnh. Kiểu như chỉ cái nó ở đó chỉ có tiếng suối và tiếng ve kêu thôi. Mình rất là thích cái không gian đó, tại vì khi mà mình ở Sài Gòn đồ các thứ thì nó sẽ rất là ồn ào, rất là náo nhiệt. Mình cần những lúc mà mình cần có những không gian yên tĩnh như thế này. Nên là cái buổi picnic hôm nay rất là thú vị, rất là tuyệt vời. Ngon, tôi giữ vậy. Cái ông nói miệng lưỡi đó, tôi thề ông á. Ôi! Anh gì? Gì á? Nghe mà giống bộ. Anh gì? Biết sao mặt ông buồn vậy không? Câu cuối ông hỏi em là anh được bao nhiêu phần trăm trong gu của em? Em trả lời thẳng luôn là em nói này anh đừng buồn nha, anh không phải gu của em. Xong hai đứa đứng lên luôn. Bây giờ em nói này anh đừng buồn nha, anh không phải gu của em, anh không phải gu của em. Vậy đó. Nói chung là từ nhỏ đến lớn là anh chỉ có vui nhất là thời anh học lớp 2 là có ba mẹ bên cạnh thôi. Rồi sau đó ba mẹ gây lộn mà năm lớp 10 ba mẹ chia tay. Nói chung là anh trải qua rất là nhiều đau khổ, kể cả bị lúc mới ra trường thì anh người yêu anh theo đuổi một người có tầm ảnh hưởng hơn, nó đau khổ lắm. Anh thật sự luôn á, thật sự muốn tìm một người để mà yêu nhau, anh có thể đánh đổi tất cả để anh chỉ cần một cái hạnh phúc thôi. Anh không muốn khác hạnh phúc như vậy. Anh không muốn con mình phải như mình bây giờ. Anh biết cái cảm giác cô đơn mà khi ba mẹ ly dị nhau rồi mình có ở nhà một mình, mình lúc mà bạn bè mà có ba mẹ quan tâm thì mình lại ở nhà mình tự nấu ăn hoặc là mình qua ăn ké nhà bà con dòng họ. Chưa bao giờ anh có một cái bữa ăn mà giống như mọi người như bây giờ ngồi lại ăn đủ thứ món ăn đó. Anh chỉ là qua ăn ké nhà người ta, tại vì đâu còn ba mẹ đâu mà ba mẹ nấu cho mình ăn sum họp gia đình. Nên cuộc đời anh chỉ mong duy nhất thôi, anh phải đánh đổi tất cả mọi thứ để anh có một cái gia đình hạnh phúc. Và con anh không bao giờ anh để cho con anh như trường hợp của anh. Có lần anh đi ngoài đường á, anh nhìn một bé gái á, nó kiểu như là anh ghen tị với nó ấy. Nó đi với ba mẹ rồi nó kêu ba ơi, con thích cái này, ba có thể mua cho con. Cái mình nhìn lại mình kêu bây giờ mình muốn như vậy luôn á. Mình muốn được ba mẹ với con ngồi ăn chung một bữa cơm, mẹ gấp đồ ăn cho mình đó. Nhưng mà cái đó ước mơ không bao giờ được. Cho nên anh muốn là tìm một người thương thiệt lòng, mình dành tất cả cho người ta rồi mình làm cái điều mà mình ước mơ dành cho con của mình. Chứ bây giờ anh không thể làm được, anh nằm mơ cũng không được luôn á. Anh nhớ hồi xưa á, có lúc là ba nấu ăn rất là ngon, nấu món mì tôm với lại mực á, nấu cho mẹ với anh ăn luôn. Anh ước là anh có thể mà một lần mà ngồi ăn với mẹ với ba mà không bao giờ được. Cho nên anh thề với bản thân mình là không bao giờ anh để cho con mình. Anh hiểu cảm giác của anh, không bao giờ để cho con của mình không có ba mẹ. Anh muốn con của mình sau này là phải được nhận được sự yêu thương từ cả hai người, chứ không phải là đi tới trường rồi nhìn người ta có ba mẹ rồi mình tự đi bộ về vậy thôi. Minh là một chàng trai từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của gia đình, nên ngay từ khi tham gia chương trình, anh chàng đã xác định nhất định kết thúc hành trình phải ra về cùng bạn gái. Nhưng chưa có ai cảm nhận đúng về Minh, anh chàng đành chọn cách im lặng, tùy mọi người suy nghĩ. Những cuộc phỏng vấn trước thì mọi người họ cứ hỏi mình là mình với Lily như thế nào, thì mình cũng nói trả lời là giống như là tình cảm hai anh em. Và hôm nay cuộc phỏng vấn mình vẫn hỏi Lily, mình coi thử có giữ cái tình cảm anh em đó không, hay là Lily có tiếng sai không. Mà hay Lily trả lời một câu đó là anh không phải là gu của em đó, thì mình cảm thấy ok, đúng là mình với Lily chỉ là anh em. Nếu như anh Minh vẫn tiếp tục tiếp cận với mình thì mình cũng vẫn vui vẻ lại, nhưng mà vẫn giữ khoảng cách. Nếu mà nói về sắp xếp mức độ tình cảm từ thấp đến cao thì mình sắp xếp
anh Thành là cuối, xong rồi tới Minh, xong rồi tới anh Nhân, xong rồi Austin. Vì sao mình xếp anh Austin cao nhất là vì mình có rất là có thiện cảm với anh Austin, vì ảnh khá là vui tính và ảnh sống thật với bản thân lắm. Em có quen cái anh kia mà em quen anh đó, anh tụi em yêu xa ấy, anh đó ở bên Mỹ. Em với anh đó em cũng thương anh đó mà nó cũng thương em lắm, tại vì ở xa ấy, cái cảm giác thì nó sẽ có sẽ kiểu như nó khó hơn, đúng không? Xong rồi có một cái anh kia, những anh đó cũng là diễn viên luôn, mà anh đó là hồi đó ấy, là em kiểu như em hâm mộ ảnh ấy. Hâm mộ kiểu như là kiểu như, đúng rồi, ảnh là diễn viên còn em là một cái người mà thích ảnh đóng phim á. Xong tự nhiên cái lúc đó là em đang quen cái anh này, xong anh đó ảnh nói chuyện với em cái kiểu như ảnh thích em á, mà ảnh biết là em có bồ luôn mà ảnh vẫn thích em luôn, tại vì em có bồ rồi. Nhưng mà mỗi lần em có bồ rồi, cái tính của em á là nếu mà mình không có quen ai thì thôi, nhưng mà đã quen ai rồi thì mình phải nghiêm túc với mối quan hệ đó. Em không có muốn là phải để cho người, cái người bạn trai của em phải buồn hay phải suy nghĩ á, em không thích như vậy. Nên là em kêu là em có bồ rồi, em kêu là em có bồ rồi, bộ anh không tin em hả? Xong rồi anh nói là không phải là anh không tin mà là anh không cần biết ấy. Xong rồi anh nói cho em nhiều cái lắm, anh kêu là bây giờ em suy nghĩ đi, ví dụ như bây giờ mà em đang bệnh tật hay là em cần một ai đó bên cạnh em á, thì giữa anh, tức là cái anh mà đó, và bồ của em hiện tại á, ai sẽ đến trước, ai sẽ đến trước giúp em á. Kiểu như những cái mà ảnh cho em cảm thấy như là nó thực tế, nó gần gũi hơn, giống như là những cái suy nghĩ, những cái lập luận ảnh nói ra ấy. Thế xong rồi em cũng kiểu em bị cũng rung động. Xong rồi, nhưng mà cái cách mà em lựa chọn đó là em nói thẳng với là người yêu của em luôn, là em cảm thấy có lỗi khi mà để cho người khác xen vào cái chuyện của mình á. Xong rồi em cắt em một khoảng thời gian đó là em không có liên lạc với lại cái anh mà người sau đó đến luôn. Và em chọn người yêu của em hiện tại. Tại vì em nghĩ đó là nói chung là trong cái khi mà mình quen nhau thì sẽ có rất là nhiều cái vấn đề nó xảy ra ấy. Có nhiều cái vấn đề xảy ra, và cái chuyện mà một trong hai lỡ mà có cái cảm xúc với một người khác á, thì nó cũng là một cái chuyện mà không có lường trước được ấy. Đó là cái chuyện của cảm xúc, mà cảm xúc thì mình đâu có thể nào mà kiểm soát được đâu. Nhưng mà mình được phép chọn lựa là mình có chung thủy hay không. Chung thủy là một cái sự chọn lựa đối với em là như vậy. Rồi sau mãi sau này á, khi mà em không có đến được với cái người bạn yêu xa á, thì em cảm thấy là mình lựa chọn đúng. Tại vì có một cái lần á, cái anh người sau đến nói với em á, ảnh nói với em á là ảnh rất là nể em luôn, tại vì em là cái người mà thà để người phụ mình chứ quyết không phụ người. Em không có muốn là mình làm sai trái với một ai hết á. Thà người ta làm sai với em thì ok, em chấp nhận, chứ em không có muốn là mình làm sai với người ta. Về suy nghĩ kịch bản đi Nhân. Hồi xưa mình học với nhau cô dạy sao? Có suy nghĩ kịch bản tỏ tình của người ta kìa. Chị Nhân Thành đó thôi, hết chuyện. Bao nhiêu hết chuyện. Chuyện thích ngày 1, ngày 2 khó lắm thật. Em sao cũng được. Sao cũng được. Thì bây giờ sao cũng được thôi. Không trông mong gì nhiều. Cái gì tới thì nó tới. Còn nếu mà do mình đánh mất thì chịu. Cùng lắm thì anh em mình làm cuộc đấu với ảnh. Anh nên tắm cho Minh với Thành đi. Chứ mình đi đánh sao. Hai người đó tắm đâu, hai đó lên nói chuyện á. Chị nói thiệt nha. Nếu như cặp đôi bị ảnh trong này nè, mà đến lúc cuối họ vẫn kiểu vui vẻ với nhau là chị thấy giỏi cực kỳ á. Tại vì chị mà có người yêu nha, là bản thân chị mà có người yêu, chị không dám đưa vào chương trình này. Chị ghen lắm thật. Tự nhiên cái người yêu mình cứ gần người khác chị không chịu được đâu. Nhưng mà em phải tin tưởng người đó chứ. Hoặc là cái tình cảm của cặp là chị đã nó chị đã nói rồi đó, là nếu chị có người yêu chị sẽ không đưa vào chương trình này luôn. Tại vì chị sẽ không chịu được. Nên còn người khác chịu được là giỏi, chị khen đó. Hoặc là cái tình cảm của cặp đôi bí ẩn nó chưa đủ lớn. Tình cảm nó còn nhỏ. Nhưng mà đủ lớn thì cái chuyện nó mới tình cảm. Ý, nếu như cái ngày mà công bố ra mà là em với Nhân là cặp đôi bí ẩn thì chị có hai lời khen dành cho chị, không nói gì hết là ngoài hai lời khen này. Thứ nhất là diễn quá tốt, có nghĩa là đánh lừa kinh khủng khiếp luôn á. Thứ hai là sao có thể kiểu mà không ghen mà chấp nhận được kiểu như này á. Tại vì anh Nhân cũng đi bên cạnh người này người kia mà, cũng quan tâm người này người kia mà. Vậy mà đi qua chị rồi. Nó hồi lộ đó. Nó hồi em đang ngồi hết.
Dương nghĩ cặp đôi với Ẩn là chắc là Nhân với Ý. Nhân tuổi cũng trẻ và Ý cũng chạc chạc tuổi đó, và hai người có cái môi trường làm việc giống nhau á, nên có thể là dễ tiếp xúc với nhau hơn. Và đôi khi là nhìn vô thì tưởng là tình cảm giữa hai người xuất phát từ đầu chương trình tới giờ, nhưng mà không phải. Theo dự nghĩ là tình cảm đó nó xuất phát từ bên ngoài, có nghĩa là họ yêu nhau trước là cặp đôi bí ẩn, nên mà bây giờ nó có một cái số, ví dụ như ánh nhìn từ Nhân nhìn Ý, cái ánh nhìn có cái sự trìu mến, quan tâm đặc biệt đã từ lâu rồi, chứ không phải là quan tâm trìu mến của cái sự thích thú từ trong 5 ngày trở lại đây. Còn anh thì sao, cái mối tình mà kiểu như gần đây nhất của anh ấy? Anh cũng y chang em á, anh khó có tình cảm cho người ta, thật sự khó, cực kỳ khó luôn. Giống như là anh mới học tiếp từ hôm qua cảm tình. Cảm tình, à cảm nắng, kiểu như là mình mến người ta thì có, nhưng mà để bước vào một cái quan hệ thì đúng phải rồi, có nhiều, còn phải nhiều lắm. Giống như là trong cuộc đời anh chắc anh quen được hai người. Hai người hả? Mà anh sắp 30 mà hai người chắc một năm hay sao? Một năm. Một năm. Mà mỗi lần anh quen ai là anh rất là anh chiều họ quá hay sao? Chiều người họ quá. Cực kỳ chiều luôn. Cái sức chịu đựng của anh đó, nó rất là cao. Giống như anh không có, nếu anh chán anh vẫn tiếp tục được. Đúng rồi, tại vì mình nghĩ là mình đã bắt đầu với người ta rồi thì mình phải có trách nhiệm với cảm xúc của mình. Vậy, trách nhiệm với người ta nữa. Không thể nào nghĩ cho cảm xúc mình không được. Ví dụ mình tìm hiểu người ta, cái mình thấy là họ thật sự không hợp với mình á, thì cái đó là lúc đúng chia tay. Mà có lúc họ hợp với mình mà cũng sẽ có một thời điểm mà mình sẽ hơi chán một chút á, thì mà đúng mà anh nghĩ với người đó mình vẫn nên tiếp tục. Dạ đúng rồi. Đúng không? Lúc mà chia tay thì anh, bạn gái anh có nói lý do vì sao không? Nó chán. Nó chán rồi hả? Giống như anh với em, anh thích ai mà cảm tình. Mến. Mến hả? Là anh cảm thấy mến em à? Mến. Trong mối mến nữ là ấn tượng nhất. Kiểu như anh ấn tượng về cái gì của em? Chỉ theo cảm xúc thôi á, là ấn tượng thôi. Cái hôm mà nói chuyện với nhau mà nói về góp ý cho nhau ấy. Kiểu như em có góp ý anh không gai lăng ấy. Xong rồi hôm sau em cũng thấy anh có tiếp thu á, xong rồi anh thay đổi á. Em trân trọng cái điều đó lắm luôn á. Tại vì nè, xong buổi sáng hôm sau là em thấy anh có lấy giấy á, lấy khăn giấy lúc mà ăn uống bò em có để ý chuyện đó, anh lấy cho em, xong rồi tôn trọng điều đó. Tại vì em thích một cái người mà kiểu như mình nói có lắng nghe. Anh cũng dễ lắm, như kiểu anh có thể làm nhiều lỗi mà chỉ cần nói anh một lần mà anh rất là nhanh rồi. Đó đúng rồi, đó là cái em thích đó, kiểu như là mình phải nói cho nhau ấy. Đúng rồi. Kết thúc buổi dã ngoại, Nhân và Austin đã có những giây phút hòa mình vào dòng nước trong lành mát rượi của thiên nhiên. Sau đó, các bạn cùng bà Mabio thực hiện một chuyến đi thăm nhà các hoàn cảnh khó khăn ở trong thôn Đi Ôm A, xã Lạc Xuân. Các bạn chia ra làm hai nhóm để đi mua quà ở chợ huyện Ca Đu. Trên đường đi, các bạn vô tình chứng kiến ba mẹ con đang gặp vấn đề với một chiếc xe máy. Austin cùng các bạn nam nhanh chóng trợ giúp. Rất lâu rồi. Chào ba chú Hồng vậy thôi. Trời ơi, mỗi lần đi qua đường này khổ lắm. Dạ. Thôi. Đức Sơn. Dặn bỏ này luôn nè, dục này luôn. Tháo bỏ dưới nè. Cò lê, hê. Xe bị gì hết rồi. Chị ở gần đây không? Mà sao biết trời mưa vậy, đường khó đi mà một mình chị đèo hai bé vậy vậy? Đi khám xong rồi hả chị? Chưa khám. Nó đứt sên là do đi đường sình quá, sình nó trong đây thấy chưa? Nhưng mà sình nó dằn vô. Chứ để cái bao sơ anh sình nó ở trong đó, anh đóng nó thấy ghê không? Để gì chạy luôn. Chứ sao đi khám vậy? Sao con bị bệnh gì mà con đi khám? À không, có biết con biết con đau gì không? Không luôn. Không biết gì vậy. Anh sợ. Dạ. Mình cũng sợ, nếu như vậy mình cũng sợ. Người lạ cũng sợ. Rồi, em ngồi xuống nè. Rồi, nhớ lúc 1, 2. Từ. Bye. Rồi. Gặp nhau á. Coi giùm anh xe này luôn nha. Xe anh cũ quá.
Chị ơi, giờ chắc tụi em xin phép. Rồi chị giữ sức khỏe nha. Chạy cẩn thận. Dạ. Đi nha. Bye mấy con nha. Bye. Chia tay ba mẹ con, các bạn nhanh chóng lên xe Hồng. Ngoài sự trợ giúp của bà Mabio, các bạn còn được chị Ngọc là giáo viên trường tiểu học Lạc Xuân hỗ trợ cùng đi thăm các gia đình. Dạ, con chào chú. Ngôi nhà đầu tiên bên nhóm của mình ghé thăm là của gia đình anh Quý, năm nay 43 tuổi, nghề nghiệp chính là làm nông. Đó, đó mở lên là sáng rồi, mình bật lên sáng mình viết bài, để rồi đó, quá đẹp. Chịu không? Việc không? Học giỏi sau này là dạ, đẹp trai giống cô chú. Đẹp trai đẹp gái. Thế ba hai con nha, học giỏi nha, cố lên. Ngôi nhà đầu tiên nhóm các bạn nhóm Thành ghé thăm là của bà Ma Lam, năm nay bà đã 78 tuổi, hiện đang ở cùng chị Ma Duyên và hai con. Một món quà tinh thần không có lớn lắm nhưng mà thể hiện được cái tình cảm của bọn con dành cho bà, quan trọng là tình cảm là nhiều nhất. Dạ dạ dạ, đây là cái đèn học. Dạ dạ dạ, còn đây là một ít gia vị bánh kẹo. Dạ con xin phép, con để lên bàn. Dạ dạ, đây là 10 kg gạo, gạo dẻo mình ăn được. Con mất 3 tháng này rồi. 3 tháng 3-4 tháng này rồi. Con mất. Buồn lắm đúng không? Buồn mà. Ê, bà. Dạ. Hai tụi con chắc là con xin phép. Dạ, cảm ơn. Dạ. Bà ráng bà giữ sức khỏe nha. Trông cháu cái sống đỏ đỏ tí. 200 tuổi rồi mới vui. Dạ. 200 tuổi nào. Dạ. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn. Giữ sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Cũng chúc chị có công việc làm ổn định hơn. Dạ. Dạ, mình có thể có một căn nhà lớn hơn và cuộc sống nó sẽ đầy đủ hơn. Thì chăm lo cho bà cũng như các bé. Em xin hết. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Chào chị nha. Bye. Bye. Biết rồi à, đúng không? Thì khi qua đến nơi thì ấn tượng đầu tiên trong ngôi nhà đó được xây rất là tạm bợ, chỉ là gạch và cùng với vài thanh gỗ thôi, tạo một cái mái nhà để che mưa che nắng. Và trong nhà thì thực sự là cũng không có những cái trang thiết bị gì nhiều hết trơn á, có một cái tivi cũ, một bàn ghế nhựa. Sau khi chia tay gia đình anh Quý cùng các cô con gái đáng yêu, nhóm của mình tiếp tục ghé thăm gia đình anh Đôn và chị Đam. Anh chị có hai cháu tên là Gia Đức và Gia Độ, đều là học sinh tiểu học trường Lạc Xuân. Các em hiện bàn ghế và đèn học còn thiếu thốn. Mình và Nhân nhanh chóng lắp bàn và đèn cho các bé thử xem sao. Học giỏi cho nên mới được tặng quà nha. Đúng rồi, học giỏi nữa là học giỏi hơn nữa thì còn có sẽ được. Mở lên là sáng luôn đó. Lỡ mà mình không học nữa thì mình mở lên cho sáng nhà. Lắm rồi đi đâu rải miếng, rải miếng khắp mọi nơi. À, cái này là anh tự làm cho mấy bé ngồi hả? Tự đóng luôn. Nhưng mà hình như không có ghế hả? Có. Thấy không? Ra. Dùng để cái kính đứt cửa gì vậy Đức? Soi cái tóc của mình đó, thấy không? Được nè. Rồi được rồi, ok. Thì buổi chiều nay chương trình có tổ chức một cái buổi mà gọi là cho tụi mình đi mua quà và tặng cho những trẻ em học giỏi mà nhà nghèo. Mình thấy cái này là ý nghĩa, và qua đó mình thấy là ở đây vẫn còn nhiều người rất là nghèo, rất là khó khăn. Mình mong là sẽ có những mạnh thường quân sau khi tham gia chương trình này có thể giúp đỡ người dân ở đây như là những người dân khác nhiều hơn nữa. Dễ thương lắm, chịu dễ thương lắm. Cậu có hiểu gì không? Dễ thương anh. Okay, tất cả. Cảm ơn. Ngôi nhà tiếp theo trong buổi chiều hôm nay các bạn có dịp ghé đến là của gia đình chị Ba Hương cùng chồng là anh Gia Huy. Hai anh chị hiện đang có 3 cháu. Thì hôm nay tụi em đến đây thì cũng gửi gia đình mình một ít quà. Dạ, đây là đèn bàn cho mấy bé học. Dạ, mấy bé học. Đây là nhu yếu phẩm với bánh kẹo cho gia đình mình. Dạ, em đợi anh đây ha. Dạ. Dạ. Và đây là anh trai 6 muối ngày ăn 6 buổi. Tặng luôn. Tặng luôn. Dạ chị, thì bọn em là đến từ chương trình lớp 2 mùa 12 á.
thì cũng không có gì của ít lòng nhiều, bọn em gửi cho anh chị một ít một phần quà này, phụ thêm vào cuộc sống của mình. Và ngoài ra thì em cũng thay mặt cho tất cả các bạn ở đây chúc anh chị mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau nữa. Dạ. Anh ráng giữ sức khỏe nha anh. Dạ. Dễ thương quá. Bye. Bye cô ơi. Bye. Trời ơi, gió là lại ngại à. Khi mà đi gặp những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy thì cảm thấy rất là thương và bản thân mình còn rất là may mắn. Một buổi chiều thật ý nghĩa đúng không mọi người? Xứng đáng. Ok ok. Rất là xứng đáng. À, cái này là xứng đáng nhất. Ý nghĩa nhất. Tối nay là yên tâm uống hết mình đủ cần phải không? Phải không? Kết thúc một buổi chiều nhiều cảm xúc và ý nghĩa, còn tình cảm của các bạn vẫn là những ẩn số thay đổi mỗi ngày. Liệu Ý và Nhân có giữ vững tình cảm của mình cho đến cuối hành trình? Thành đã chấp nhận bỏ cuộc sau những chia sẻ thẳng thắn của Ý. Austin và Vi đang dành cho nhau nhiều thiện cảm. Mình vẫn là chàng trai lạc loài, chưa tìm được người con gái thật sự thấu hiểu cho những tâm tư của mình.